Có thì xong thời gian lại mình cũng về nhà rồi. Thì bây giờ mình anh em cùng mình mà hùng bao nhá. Đài Loan á thì người ta gọi là hùng bao, còn ở Việt Nam người ta gọi là lì xì. Đó, thì hùng bao người ta nhá. Đây một tờ này. Xem còn không. À may quá, còn thêm tờ nữa nhá. Cái này là hùng bao của công ty chúng mình làm, cho chủ mình làm nhá. Còn hùng bao của chủ thì mai kia mình đi xem. Trong này thì rơi vào 160 mấy nghìn tiền Việt nhá. Đây hiện tại họ đây là tiền đài. Đây nhá. Bây giờ mới chuẩn bị đốt pháo nhá. Chắc là Việt Nam phục khẩn năng. Ok thì đây là công trình mình làm nhá. Thì hôm nay là mùng 7 Tết. Nhà mình đi khai công. Hương này. Anh em cũng tí. Đầu đầu sân nhá. Thì này tổng cộng họ 4.000 đến 6.000 mét vuông gì đó. Bây giờ mình sẽ làm thắp hương. Mình không mà thắp được, có người thắp đó là xem có đốt pháo không nhé. Người đài thì mình thấy cũng khá là uy tín về mặt tâm linh. Đây thì cũng có vàng bạc bánh kẹo, à vàng lá bánh kẹo hoa thế thôi, hoa quả nước nôi cũng gọi là như mâm cỗ ở Việt Nam này. Đó, đây là lì xì cho các anh em. Phát lì xì không? Bên mình thì không biết có đốt pháo hay không. Nên là mình nhóm đang làm mà đi tháo ít sắt ở dưới. Kiểu gì chả có. Lại lại. Đi nhận thông báo nha. Xin nhận khai lời. Bà hùng bằng. Sẽ đợi một lúc xem mà có đốt pháo không nha. Đây là ông đầu bạc, mình nghĩ khả năng là chủ to.
về thì sau một thời gian chờ đợi nha, thì người đài cũng vài cũng lạy bắt đầu đốt vàng mã. Ở đây thì người đài đốt người ta sẽ chuẩn bị một cái gì đó để chắn lửa bay. Thì đây là vàng mã đấy Loan. Bây giờ mình chuẩn bị đốt pháo nhé. Chắc là Việt Nam phục khẩn năng. Đây Đài Loan đặc sản là đốt pháo rồi. Pháo thì rất là nhiều loại pháo, pháo hoa, pháo cối. Ok thì sau một thời gian sắp xếp và buộc thì cũng bắt đầu chuẩn bị đốt. Ở Việt Nam thì ít chiêm ngưỡng cái mặt này, bởi vì Việt Nam cấm rất là nhiều. Còn ở Đài Loan thì ít cấm. Đài Loan thì nó cũng mà pháo hoa, pháo cối và rất nhiều loại pháo. Chuẩn bị đốt nhé. Vậy là đã xong rồi, bây giờ là mình chuẩn bị về thôi. Đã xong rồi nhá. Ok thì sau một thời gian chờ đợi thì cũng đã xong rồi, thì bây giờ mọi người cũng hộ nhau dọn dẹp và phân phát ít bánh kẹo cho ít anh em và về thôi. Mình thì cũng chuẩn bị về thôi, tí về và hóng xeo mở hung bao xem được bao nhiêu nhá. Ok thì sau một thời gian á mình cũng về đến nhà rồi. Thì bây giờ mình anh em cùng mình mở hung bao nhá. Đài Loan á thì người ta gọi là hung bao, còn ở Việt Nam người ta gọi là lì xì. Đó. Đây là hung bao đài nhá. Wow, được một tờ này. Xem còn không. À may quá, còn thêm tờ nữa nhé. Cái này là hung bao của công ty chỗ mình làm, cho chủ mình làm nhé. Còn hung bao của chủ thì mai kia mình đi xem. Chỗ này thì rơi vào 160 mấy nghìn tiền Việt nhé. Đấy hiện tại, đây là tiền đài. Đây nha.